bắt cá bằng lú bát quái có nơi còn gọi là 12 của ngục. Bạn đã từng thử qua cách này chưa? Hôm nay cùng Phúc với chú Tám ra giường đặt lú bắt cá xem có thu hoạch được gì không nha. Do cái lú này nè, nó có quá nhiều cửa hôm. Với lại khi các loại cá dù to hay nhỏ bơi đến chỗ đặt cái lú này nè, rất là dễ chui vào và không thể nào thoát ra được. Cho nên người ta gọi nó là lú bát quái hoặc là 12 cửa ngục là như vậy đó. Ưu điểm của việc dùng lú bắt cá thường thì không cần sử dụng mò gì hết á. Mình cứ việc canh theo đường đi khu vực có cá là kiểu gì cũng dính hết. Sử dụng 12 cửa ngục để bắt cá thì có thể thu được nào là cá, tôm nè, rồi lươn, gắn, rùa, ốc bu, cua đồng đồ các thứ, và đặc biệt là cá trê nữa nha. Nếu khu vực chỗ mình giăng bẫy có cá trê á thì cỡ nào cũng gom trọn được hết á. Cách sử dụng thì cũng đơn giản thôi hả, chỉ cần mình giăng bẫy theo địa hình sông gạch hoặc là trên ruộng, tốt nhất là lựa những nơi có nước chảy nha. Khi đặt lú để bắt cá thì mình phải chú ý sao cho hai đầu phải ló lên khỏi mặt nước để con cá chui vào rồi có chỗ ngoi lên thở mà không bị ngọt. Dụng cụ bắt cá này thì rất là bền nha, nên nếu xài kỹ chút xíu thì có thể dùng được rất lâu và không bị hư hỏng gì hết á. Chỉ là khi nào không sử dụng á thì mình mang lên bờ vệ sinh phơi khô rồi cất kỹ thôi, đừng có để ngâm dưới nước lâu ngày không đụng chạm tới nha, sẽ bị mau mục lắm đó. Giờ chú Tám đặt lú xong rồi thì về nhà làm một giấc tới chiều rồi đi thăm thôi, có ai hóng kết quả với Phúc không?